Xin kính chào quý bà con, quý cô bác, quý vị, các bạn đang xem kênh. Thì hôm nay là thứ 6, ngày 7 tháng 10 năm 2022. Thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật cơ sơ qua tình hình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận cho quý bà con, quý cô bác, quý vị, các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật tình hình giá thanh long thì hàng ngày, hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật tình hình giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Quý bà con, quý cô bác, quý vị nào có xem kênh có quan tâm đến giá thanh long hay một số loại nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, thì tình hình giá thanh long hôm nay trong một vài ngày trở lại đây thì cũng không có biến động gì nhiều nha quý bà con. Giống là trong một vài ngày tới thì giá thanh long có thể ổn định và có thể tăng mạnh trở lại để cho quý bà con mình có thể yên tâm. Nên giá thanh long hiện nay ở khu vực miền Tây thì thanh long ruột đỏ loại 1 đang có giá đồng từ 22.000 đến 24.000 đồng ký. Loại 2 thì đang có giá đồng từ 16.000 đến 18.000 đồng ký. Loại 3 thì đang có giá đồng từ 10.000 đến 12.000 đồng ký. Hàng giá hiện nay thì đang nằm ở giá đồng từ 2.000 đến 3.000 đồng ký, cũng tùy theo từng khu vực, tùy theo từng bữa, tùy theo từng thương lái mà giá có thể chênh lệch lên xuống từ 1.000 đến 2.000 đồng ký. Đây là tình hình giá thanh long ruột đỏ ở khu vực miền Tây, giá này là giá tại vựa nha quý bà con. Còn tình hình giá thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây thì cũng không có biến động gì nhiều so với ngày hôm qua. Thanh long ruột trắng ở khu vực miền Tây thì thương lái đang mua xô với giá đồng từ 8.000 đến 10.000 đồng ký, cũng tùy theo từng khu vực, tùy theo từng nơi mà giá chênh lệch lên xuống. Còn tình hình giá thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực Bình Thuận, long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận hôm nay thì cũng không có biến động gì nhiều so với hôm qua. Thì cụ thể là bò đẹp đang có mức giá là 9.000, 10.000, 11.000, bò sàn thì 7.000, 8.000, 9.000, còn hàng VIP thì đang có giá đồng từ 12.000, còn hàng giạc thì đang có giá đồng từ 3.000 đến 4.000, cũng tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vựa, tùy theo từng thương lái mà giá chênh lệch lên xuống từ 1.000 đến 2.000 đồng ký. Tiếp theo là tình hình giá thanh long ruột đỏ hôm nay ở khu vực Bình Thuận thì cũng không có biến động gì nhiều so với hôm qua và cũng không có sự chênh lệch nhiều so với khu vực miền Tây. Thì cụ thể là tình hình giá thanh long ruột đỏ hôm nay ở khu vực Bình Thuận thì loại 1 đang có mức giá đồng từ 20 đến 23.000 đồng ký, loại 2 thì đang có giá đồng từ 15.000 đến 16.000 đồng ký, loại 3 thì đang có giá đồng từ 8.000 đến 10.000 đồng ký, cũng tùy theo từng khu vực, tùy theo từng bữa, tùy theo từng thân lái mà giá chênh lệch lên xuống từ 1 đến 2.000 đồng ký tùy theo từng khu vực khác nhau. Ở đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây, xin kính chúc tới toàn thể quý vị và các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc.